Chào tất cả các bạn, tôi tên là Lê Quyết Thắng, là một cái nhà đào tạo huấn luyện cho các nhà đầu tư bất động sản ở tại Việt Nam. Để vui chủ đề là một cái từ rất là hay, nó được gọi là một cái trend mới ở trong những năm từ bây giờ cho đến nhiều năm nữa. Tôi rất là tò mò và muốn tham dự những cái khóa học như thế này để mà xuất hiện làm sao mà một mình có thể xây dựng được hình ảnh cá nhân, thương hiệu cá nhân để lan tỏa ra nhiều học viên của mình hơn nữa. Giúp mình xây dựng tức là một cái kênh thông tin, truyền thông của mình để tiếp cận những khách hàng nào có nhu cầu dùng sản phẩm của mình. Thật ra là tôi cũng loay hoay nhiều lần làm vô chủ đề, nhưng mà nó thật sự là không phải đơn giản. Tôi nghĩ là mình đang ở bước đầu tiên thôi, tức là mình có ý định, ý tưởng là mình muốn trở thành một KOL, một vua chủ đề trong cái việc mà trở thành nhà đào tạo huấn luyện cho các nhà đầu tư theo tiêu chuẩn số 1 của toàn cầu. Tôi muốn nói với mọi người là hãy học ngay đi, hãy làm ngay đi. Tại vì sao ạ? Vì xu hướng bây giờ nó thay đổi, nó giống như Nokia ngày xưa nghĩ là vô địch, nhưng mà họ vẫn có thể thất bại khi mà thế giới công nghệ thay đổi và cái cách mà làm video bây giờ nó đã đơn giản hơn rất là nhiều. Nên cái điều mà mọi người sẽ không bao giờ mất đi đó là một cái thương hiệu cá nhân, và một cái cách truyền thông mình ra ngoài mạng xã hội. Thì vui chủ đề là một trong những cái cách mà chúng ta tốn ít chi phí nhất mà do chúng ta lan tỏa nhanh nhất và hiệu quả nhất. Rồi,